xin chào tất cả các bạn nha. Trời ơi, mình đang nghỉ hè sướng mà các bạn cứ bắt mình sang nhà cô giáo thăm. Nhà cô giáo làm gì không biết, nhà cô giáo có cái gì mà thăm đâu. Nhưng mà cũng đúng nhờ, nghỉ hè lâu lắm rồi, mấy tháng trời rồi chưa được gặp cô giáo. Thôi thì thực hiện yêu cầu của các bạn, đó là hôm nay thằng sẽ sang nhà cô giáo và thăm cô giáo. À nhá, bây giờ sang nhà cô giáo phải mang theo cái cặp này nè. Không mang theo cặp là cô giáo tưởng thằng đi chơi là cô giáo sẽ test phát vào tai luôn. Sang thăm cô giáo tất nhiên là không thể đi theo người không rồi. Ngoài mang cái cặp đấy ra, thắng còn mang theo quà để tặng cô giáo nhé. Ui, mình quên mất rồi, quà không mang theo mà mang toàn những cái thí linh tạ linh tinh linh tạ linh tinh linh tạ linh tinh. Thôi các bạn ơi, mình sẽ đến nhà cô giáo ngay đây, không nói chuyện nhiều các bạn nữa. Ui, lâu không sang thăm cô giáo mà cô giáo đã chuyển nghề sao ấy. Cô giáo, oh my god. Cô giáo đã không làm cô giáo nữa mà cô giáo đã chuyển sang làm vận động viên bắn cung tên. Cô giáo lấy cái ông hàng xóm ra làm vật thí nghiệm để cây quả cái dưa hấu lên đầu. Xong rồi cô giáo ngắm, may mà cô giáo bắn trúng đấy. Nhưng mà cô giáo bắn trúng như vậy, uầy, cô gọi cô giáo là bờ đồ, cô giáo bờ đồ luôn. Đến thắng cầm cung tên thắng bắn lằng nhằng còn bắn trúng vào mũi của ông hàng xóm nữa chứ không phải là bắn quả dưa hấu đâu. Lâu không vô nhà cô giáo, không biết là nhà cô giáo có gì khác biệt không các bạn ơi. Nhà cô giáo có còn nuôi chó nữa không? Ôi giời ơi, à đây, chuồng chó bên kia kìa. Chứng tỏ nhà cô giáo vẫn còn nuôi chó. Ôi, không phải, đây là cái lò lung của nhà cô giáo mà. Cái chuồng chó của nhà cô giáo là ở bên này mà. Ui, hay là cô giáo đã mang cái con chó đó đi làm cái món cầy tơ 7 món rồi. Ai giời ơi, cô giáo ăn thịt chó hay là ông hàng xóm ăn thịt chó đây. Nói chung là cả hai người đều ăn thịt chó. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là thắng sẽ phải đi tìm cái gì đầu tiên nhở. Thắng sẽ đi tìm một cái grill để thắng sẽ đi lấy một cái chiếc ghế. Đó, nói chung là đây này, thắng sẽ vào mô tả cho các bạn xem này. Thì ở trong này nó sẽ có một cái chìa khóa. Ok, chìa khóa này để mở ổ khóa màu xanh nha. Rồi, mở cửa ra. Oh my god. Rồi, thắng sẽ cần lấy cái chìa khóa ở trên này nè. Nhưng mà do là mình lùn quá, mình không cả lấy được luôn. Oh my god, cô giáo. Hello, em chào cô. Lâu nay là dịch Covid, người ta đóng chốt nên em không sang thăm được cô. Hôm nay em sang thăm cô thôi. Lúc nào cũng thế, cứ sang nhà cô giáo phát là cô giáo đuổi thắng đi ra ngoài ngay, không cho mình lé vé ở đây. Rồi, bây giờ là sẽ đi lấy cây rìu. Cái rìu thì nó sẽ dính ở cái cây, một trong những cái cây ở trong nhà của cô giáo. Nhưng mà vẫn không có cây rìu ở đây luôn. Oh my god, cậu ơi, đây rồi. Thằng đã nhìn thấy cây rìu rồi, đây. Cái rìu này là của ai đây? Cái rìu này là của cái siêu anh hùng gì ta? Ai hỏi, hình như siêu anh hùng không dùng rìu đâu. Ok, rồi bây giờ là thằng sẽ lấy thêm một cái tấm thảm nữa để kê cho đỡ bị trơn ngã nha. Nếu không được ngã dập mồm ngay. Đây, lấy cái tấm thảm này. Yeah. Ui, quận một tấm thảm mà nó ra tận 3 tấm thảm luôn, ghê quá đây. À, mình đi cái đường tắt này này. Cô giáo vẫn mải đọc sách và không biết thằng TT đã làm gì cô giáo. Đây, thằng sẽ đi cái đường này nha. Dù gì là mình vẫn phải đi vào trong nhà. Đấy, đi đường tắt này cho nó đỡ nguy hiểm gặp cô giáo. Là cô giáo tán cho thằng ngay. Rồi, ế, đâu rồi? Đi sâu vào các bạn ơi, đi sâu vào. Nhà kho cô giáo vẫn chưa có cái đồ gì mới. Ui, có cái xe beng này đó. Đây. Bây giờ nha, cái nhiệm vụ thằng là lấy rìu. Thằng chặt cái chỗ gỗ này ra thì thằng mới lấy được cái ghế này. Ok, chặt gỗ. Một mảnh, hai mảnh như kiểu chặt bùi. Cô giáo làm gì? Ui, chỗ này là dầu hay là mật ong này? Chắc là dầu rồi, nhưng mà cô giáo để dầu xăng ở đây lỗ nhà thì làm sao? Mà kệ cho cô giáo đây. Rồi, mình đã lấy được cái quả ghế của cô giáo rồi. Nhưng mà bây giờ cô giáo đang ngồi ở phòng khách uống ly cà phê sao ấy. Oh my god, các bạn ơi. Thôi xong rồi, mình ở dưới này chắc là cô giáo nghe tiếng tiếng chân các bạn ơi. Ui, may quá. Cô giáo nghe thấy tiếng chân của thắng, nhưng mà cô giáo không biết thắng đang ở chỗ nào. Rồi, bây giờ thằng phải ra cho cô cửa chính đây này. Rồi này, thằng kê lên, giải tấm thảm trước nha. Tấm thảm giải ở đâu đây? Đây. Cái ghế. Ui, thôi xong rồi các bạn ơi. Ui, đây nè, chỗ này là có dầu nha. Thắng không giải thảm lên là ngã vỡ mồm luôn. Đấy, ok, lau đi. Yes, các bạn ơi, lấy luôn cái ghế này nha. Cái ghế này không lấy lại được nè. Đặt xuống rồi là không lấy lại được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 thôi. Mà cô giáo đang ở tầng 2 kìa. Ui, cô giáo lên tầng 2 luôn kìa. Bây giờ thằng sang cái phòng nào đây. Chắc là thằng đi hết tất cả rồi. Ui, cái phòng này hơi bị nguy hiểm này. Cô giáo ở trong này, xa các bạn ơi. Wow, trời ơi, cô giáo đang ở trong cái nhà tắm đó các bạn ơi. Chạy vào này.
vào trong này được đó. Cô giáo đang xoay gương đấy, may đấy. Mình mới chạy vô. Chạy vô là gặp cô giáo, hai người solo là em chào cô chào em, xong rồi em mang cái bông này để cô test và đít thì thôi rồi. Đợi cô giáo đi xuống tầng 1 đã. Dạo này đang hot cái gì mà cô giáo dạy vật lý ấy. Nhưng mà cái cô giáo của tháng này cô giáo dạy bộ môn luôn, môn gì cũng biết luôn, môn toán văn anh nghĩa cứu vật giáo dục công dân, môn gì cô giáo cũng biết luôn nhớ nha. Cô giáo đang mặc áo màu hồng nên là môn gì cũng biết luôn. Ok, mở cửa. Rồi bây giờ chúng ta sang cái nhà tắm này sao này. Đây luôn, không phải đi xa anh em ơi. Đây, mở khóa. Ui xà ơi, mở tiếp. Ui rồi anh em, rồi bây giờ thằng sẽ đi đặt nó, thằng sẽ đi thay đổi cái cấu trúc của nó. Rồi bây giờ thằng phải đi sang cái nhà bếp. Để xuống nhà bếp thì chúng ta sẽ đi cái đường tắt ở đây, đây là vừa an toàn mà nó không bị nguy hiểm. Ui nhà cô giáo chắc có cái quái gì mới luôn. Mở cửa đi anh em. Đấy nè, mình sẽ đặt vào đây à? Mình cũng không biết là đặt vào đây để làm gì, nhưng mà chắc là kiểu như là cho nó hỏng lại. Gì đó, đặt đấy. Đó, kiểu như là chấm một cái chai thức ớt xong rồi đặt vào để cho nó hỏng ấy. Thôi ok, thôi cầm lên. Cô giáo vào. Oh my god, cứ tưởng cô giáo vào cơ. Rồi bây giờ lên và đặt nó vào cái vị trí cũ và cất hết cái chìa khóa vào vị trí cũ, coi như là chưa có gì xảy ra. Nếu không cô giáo sẽ nhận ra ngay. Rồi let's go. Oh, may quá cô giáo vừa xây ở trong này xong đấy anh em ạ. Ui giời ơi, ra đặt vào vị trí cũ nhá. Ok, đóng cửa lại. Đó, không là biết ngay. Ý giời ơi, như chưa có gì xảy ra. Ồ, đây là mình nè. Mình là nhân vật nam. Ok, rồi bây giờ phải cất chìa khóa nha các bạn nha. Cất chìa khóa đúng cái vị trí cũ luôn. Lên xe. Ui. Đó, cái ghế này thì không cất được này các bạn này. Cô giáo đang đi ra lấy cái chìa khóa đây. Này. Wow. Để xem là thằng có thay đổi thành công không. À, kính áp tròng của cô giáo cậu ơi. Thì ra là cô giáo có cái kính áp tròng này. Wow, cô giáo bị cay mắt. Xong rồi cô giáo bắn nhầm sang. Thì ra đó là cái kính áp tròng của cô giáo. Cô giáo bị cay mắt xong rồi đeo vào. Cô giáo bắn ngắm. May mà không bắn trúng ông hàng xóm. Bắn trúng ông hàng xóm mà ông hàng xóm bị thọt mất. Sang màn thứ hai. Ôi. Ui, cô giáo có một cây mũ bảo hiểm bằng sắt đi một cái điều. À, cái nhân vật này thắng biết nha, giống cái nhân vật ở Liên Minh Huyền Thoại mở cái con trâu đội cái mũ đó xong cầm cái điều kiểu phạc. Ơi, cô giáo định biểu diễn thời trang cái gì đây? Rồi mình đã đi phá tiết này các bạn nè. Ok, rồi bây giờ sẽ đi làm theo nhiệm vụ của người ta nha. Mở cửa ra. Bây giờ là thắng sẽ phải đi lấy một cái bình thuốc nhuộm này các bạn ơi. Ui, cái gì vậy? Cô giáo khóa mất cửa rồi. Nhưng mà cái chìa khóa này là chìa khóa màu xanh lá cây thì làm sao mà mở được? Thôi đi qua đường cửa sổ vậy. Mở cửa. Oh my god. Mở cửa tiếp. Rồi, đây, có một cái bình nhuộm màu này gọi là màu tím các bạn ơi. Cái gì đây, hình như xịt vào cái chuông này sao này, cái chuông này xịt phát xem nào. Xịt nó chuyển sang cái chế độ yếu này, cái này kiểu như là cái cánh cửa bảo vệ sao, mở cửa xem nào. Ui, nói chung là kiểu như cái chuông, ui, chuông báo động cô giáo, wow. Ông hàng xóm, quá quá đây. Các bạn nhìn camera cậu. Ui, cô giáo đuổi mình kìa. Sợ quá đấy. Thắng bị ông hàng xóm phát hiện rồi. Ông hàng xóm nhìn thấy thắng phát là không cần đuổi, bắt luôn tại trận nó. Phát này thắng sẽ cầm cái zip và thắng ngoách ở khóa. Ui xài ơi. Rồi, nhanh nào các em ơi. Nhanh nào. Rồi, chúng ta phải ui, phải chuyển cái cấp độ bảo vệ này sang cấp độ yếu. Ok, được rồi, bây giờ là chạy ra ngoài luôn nha, chứ không có thời gian mà đứng cái nào. Đây, áo của ông hàng xóm này, thắng sẽ lấy cái chìa khóa. Ui, đâu rồi ta? Thắng biết cái đó rồi. Cái đó không phải là cái chuông bảo vệ mà là cái chuông điều hòa. Thắng bật điều hòa lên cấp độ, cái thắng tắt điều hòa đi, đấy, bật điều hòa yếu xong rồi ông hàng xóm nóng quá. Ông hàng xóm sẽ cởi áo ra các bạn ơi, đó, thấy chưa? Ông hàng xóm đang cởi áo cơ, và thắng sẽ lấy cái chìa khóa. Ui, đấy, lấy chìa khóa trong túi áo của ông ta ra nhá. Ok, let's go. Ơ, cái gì đây? Cởi áo ra rồi mà ông ta vẫn mặc cái áo màu đen luôn. Ôi giời ơi, cái gì vậy trời? Ảo thật đi. Đây.
Ok, đã lấy được cái chìa khóa xe ô tô rồi. Thì ta sẽ mở cốp của ông ta và lấy cái lâm châm ở trong xe của ô tô ra. Ê, quả siêu xe chưa? Thế này kiếp hai ông bà ngồi lên ngồi bẹp dí xe. Đấy, trong này có cái lâm châm. Ok, xin cái lâm châm nha. Bây giờ phải cất cái chìa khóa vào luôn nha. Không là không thực hiện đâu các bạn ơi. Lấy cái gì là phải cất y như cũ vô. Ok, ok rồi, bây giờ chúng ta ông hàng xóm cơ, đừng để ông hàng xóm nhìn thấy nha các bạn nha, không được để ông hàng xóm nhìn thấy đâu. Phòng này nè, ôi giời ơi, đóng cửa vô đã. Nhanh nào, chúng ta có thời gian nha. Rồi, thằng sẽ nhét cái lâm châm này vào này. Ê, nhét lâm châm vào trong mũi của ông thì hàng xóm hay không biết ai đội lên thì người đấy đen đâu rồi. Bây giờ chúng ta nhuộm lên này. Dài ơi, ok. Rồi bây giờ chúng ta mình nhảy ra ngoài thôi các bạn ơi. Trốn ra ngoài này. Ok, bây giờ xem cái kết như thế nào nhá. May mà là mình cất chìa khóa giật của mình toàn ngày. Giờ các bạn hãy đón xem cái kết nào. Nào cô giáo ơi, cô giáo lên lấy mũ đội làm cô giáo ơi. Ui, cô giáo đã tới cái phòng có mũ rồi. Bây giờ ui, màu hồng luôn. Để xem, ui. Lâm Châm sẽ hút cây rìu vào đầu của cô giáo là cái chắc luôn. Đó, ghê chưa, đố cái tao chạy được luôn. Quá hay luôn. Đó, phải mất cái mũ dạng. Wow. Oh my god. Thót cả tim, trời ơi. Tóc của cô giáo như kiểu là tóc giả luôn. Như kiểu bằng xốp ấy, chẳng phát là. Sao không chéo luôn trụi đầu đi. Ui, đã quá các bạn ơi. Rồi, hôm nay đã chôn cô giáo 2 màn rồi. Ôi, bây giờ phải đi về nhà nấu cơm cho mẹ đây. Ngày mai sang nhà cô giáo chôn tiếp nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Goodbye.